Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến của Lợi Minh. Tôi thích gọi anh chị em các bạn là đồng chí. Tôi phải nói là rất là cảm động khi đọc một cái, mỗi lần mà tôi xem cái ông đại cụ đại tá CIA của Mỹ, những cái cách hành xử của ông phải nói là rất là cảm động. Cái cách ông ta đến Việt Nam và cách ông ta hòa đồng với người cộng sản Việt Nam, và ông ta chia sẻ lên những cái rất là thực tế của một người CIA tình báo của Mỹ. Ông này là một người phải nói là rất là thẳng thắn trong cái chính trị của ông ta. Ngày xưa bởi vì cái cuộc chiến Việt Nam, ông ta không biết bị chính phủ của ông ta ở cái thời đó lừa đảo không, mà chính ổng đã nói như vậy chứ các bạn, lừa ông. Khi ông nhìn thấy cái sự thật của người cộng sản Việt Nam nó hoàn toàn trái ngược lại những gì mà chính phủ của ông lúc đó tuyên truyền cho ông ta, để ông ta đến Việt Nam tham chiến. Và sau này ông ta đã thức tỉnh, cho nên ông ta thích gọi người cộng sản Việt Nam là đồng chí, rất là thân thiện, phải nói là vô cùng thân thiện. Ông ta đã nhìn thấy được cái sự thật, bộ mặt thật của cái cuộc chiến mà Mỹ đến Việt Nam là vô nghĩa, là cái tham vọng của một cái chính quyền của Mỹ thời lúc bấy giờ. Thì tôi thấy rằng ông này là một người, mỗi lần mà xem nhìn thấy ông mặc những cái cờ đỏ sao vàng, hay đội nón cờ đỏ sao vàng, các bạn thấy rất là cảm động. Nhưng mà các bạn thấy mấy cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp bên Mỹ hay ở hải ngoại, tụi nó đâu dám đụng tới ông này. Tôi nói thật đấy, ông cố nội cha nó không dám đụng tới ông Andrew. Ông Andrew này nữa, nó đâu có dám đụng đâu chứ các bạn. Cái đám khôn nhà dạy chợ khúc hết áo ôm đó mà đụng, dám mà đụng tới ổng à. Nó chỉ ăn hiếp những cái người nào mà người ta yếu bóng vía rồi. Mấy cái đám 30 lần nó là một cái đám côn đồ, nhưng mà nó đi ăn hiếp mấy người nhẹ bóng vía, nó kéo đến nhà của cái bà nhà báo cùng Tây Châu cũng vậy, kéo cả một sư đoàn của đào tục quần. Nói tới mấy cái đám chống cộng bên Mỹ là thấy nó mắc cười được nè, toàn là cái đám cốt cách áo ôm khôn nhà dạy chợ, toàn cái lũ dở hơi biết bơi, không ra cái ôm gì hết. Thì anh chị các bạn thấy đó, trên cái mặt trận không gian mạng này, nó càng lúc chúng ta đã nhìn thấy rõ được cái bộ mặt thật của cái đám ba sập lờ. anh hùng anh đặt cái đám này ba sập lờ rất là hay. Cái đám ba sập lờ các bạn thấy nó càng lúc nó lộ rõ cái bản chất côn đồ lưu manh mất dạy của tụi nó. Ngay cả cái thằng Benny Trương một mắt cũng vậy, các bạn thấy Tân Thái đồ cũng vậy, cái thằng Lý Sà Phạm cũng vậy, toàn là dễ hơi biết hơi. Mỗi lần mà là nghe nó xem nó khai dân chí, nó làm một la fan là thấy cười đau cả bụng. Mỗi lần mà các bạn mà cảm thấy có buồn phiền gì trong cuộc sống á, mấy cái chương trình của mấy cái thằng mà chống cộng cực đoan ở YouTube á, ngồi nghe nó làm mắc cười lắm, nó làm mình cười đau cả bụng chứ không phải là giận. Nó ảo tưởng sức mạnh của nó ảo tưởng một cái về cái con người của nó làm sao, không có cái lời nào mà mình diễn tả hết anh chị các bạn biết không. Cái lũ chống cộng ba sọc lờ này nó bị tẩn nghe. Thì nói chung anh chị các bạn thấy cái ông CIA Andrew người Mỹ này, ông ta chia sẻ rất là thực tế anh chị các bạn, ông ta chia sẻ rất là hay. Anh chị các bạn đọc và theo dõi ông ấy, những cái bài phát biểu và những cái cuộc giao lưu của ông ấy với người cộng sản Việt Nam rất là thân thiện.
người ta là một cái nằm bên cục tình báo trung ương của Mỹ mà người ta còn nhận ra cái chính quyền của họ đã làm sai trên đất nước Việt Nam của mình. Anh chị các bạn biết ngay cả ông John McCain đó, các bạn một số người không thích ông này, nhưng mà các bạn tìm hiểu ông này, ông cũng có những cái nỗi khổ tâm của ông đó. Các bạn biết khi ông tham chiến ở Việt Nam đó, ông qua đó, ông đi hành quân, ông giết một cái ông đi hành quân, ông tiêu diệt, ông giết từ già tới trẻ mà. Ông về xong ông hối hận, ông được tặng quân chương gọi là Purple Heart. Các bạn biết quân chương đó. Ông về, ông hối hận. Ông đi hành quân, ông giết một sự sai lầm dã man như vậy đó. Ông về, ông ném cái quân chương ra ngoài. Ông đi xuống đường, ông kêu gọi phản chiến. Các bạn biết ông xuống đường là ông vô Quốc hội Mỹ lúc đó đó. Là ông đòi Quốc hội Mỹ phải xin lỗi dân tộc Việt Nam, phải rút quân ngay lập tức. Và các bạn biết lúc đó tụi Quốc hội Mỹ nó kêu ông shut up, nó không cho ông nói. Các bạn biết ông khóc luôn, ông khóc luôn. Và sau này ông đi bầu cử, ông đi vận động bầu cử, có nhiều người cũng hỏi ông chuyện đó, ông kiếm cách ông né. Cho nên trong cái vấn đề mà ngoại giao Việt Nam, ông John Kerry này, ông cũng ủng hộ rất là mạnh mẽ, bởi vì ông nhìn thấy được cái sự sai lầm của Mỹ khi đến Việt Nam mà anh chị các bạn. Các bạn xem trên YouTube nó cũng có những cái tường trình về ổng, nó nói về hồi cái năm mà tôi nhớ 72 thì phải. Ổng tường trình trước Quốc hội Mỹ đó. Ổng đòi ổng khóc mà, ổng đòi tại vì người Mỹ họ đi đến Việt Nam họ không biết họ làm cái gì nữa, những người lính Mỹ á, các bạn biết họ không biết, họ chỉ nghĩ đến đó. Họ bắt buộc phải đi mà bị bắt phải đi mà. Các bạn biết bị bắt chứ đâu phải là họ tình nguyện đi. Cũng có một số người tình nguyện mà đa số bị bắt phải đi. Giống như là đi quân dịch vậy đó. Và các bạn biết sao nhiều người Mỹ họ đến Việt Nam họ tham chiến, rồi những người lính đó họ về họ bị bệnh trầm cảm rất là nhiều. Bởi vì họ qua đó không biết họ chiến đấu cho cái gì nữa. Và họ nhìn thấy những cái cảnh chết chóc thương tàn, nó vô lý, nó rất là vô lý. Các bạn ngay cả cái người lính Nam Hàn khi họ đến Việt Nam, các bạn thấy không? Sau này họ mới hối hận, họ quay qua về Việt Nam, họ xin lỗi dân tộc Việt Nam của mình. Nhưng mà người Mỹ, đối với là chính quyền Mỹ thì nó không dám làm điều đó, tại vì nó rất lớn mà. Các bạn biết cái thằng Mỹ mà bản chất của nó là như vậy đó. Nó thằng lớn thì nó bỏ tiền ra nó mua chuột dư luận thôi. Nó rất là khôn cái chỗ đó, tại vì nó có tiền mà. Tư bản thì nó có tiền, nó giết người xong rồi nó qua nó xin lỗi, rồi hay là nó xin lỗi một cách không khéo. Nó không có dùng cái từ gọi là xin lỗi như các bạn nghĩ đâu, nó regret, nó dùng cái từ rất là văn minh của nó. Thằng Mỹ nó gọi là mỹ miều luôn, nó dùng những cái từ của nó rất là mỹ miều. Bây giờ tôi nói các bạn, chơi với Mỹ nó là con dao hai lưỡi, chơi với nó phải biết nó, chứ còn không mà ngồi đó cuồng nó có ngày chết. Nhiều người tôi thấy bỏ quê hương, bỏ đất nước ra đi, rồi như tôi chia sẻ hôm qua, qua Mỹ rồi cho là mình đã thành công. Mà trong khi đó mình đi làm công nhân xứ người ta chứ bà cô. Nhà mua thì trả góp 30 năm. Trả xong cái nhà nó gấp đôi lên gấp 3 lần. Rồi không trả tiền lời, đóng bảo hiểm, đóng thuế sắc máu luôn. Đi. Mất công ăn việc làm. Thì mất nhà, mất cửa, mất hết, mất xe, mất cộ. Các bạn thấy không? Nó ảo đến vậy đến độ. Nhưng mà tại vì cái vật chất á, một số những người người ta coi trọng cái vật chất á, và cái họ quay qua họ coi thường cái quê hương, cái nơi đất mẹ mà họ từng sinh ra. Có nhiều khi tôi thấy rất là đáng tiếc. Một số những người họ sang Mỹ rồi khi họ tập cho quên đi cái văn hóa của người Việt. Họ tập quên nguồn, quên cội. Rất là đau lòng anh chị các bạn. Nhiều khi nhìn thấy đau lòng cái người Việt của mình. Cái người Việt của mình, tại vì mình bị mấy cái tuổi đế quốc thực dân, rồi đế quốc nó sang nó đè đầu cởi cổ mình. Rồi bây giờ bác và đảng thống nhất đất nước, giải phóng quê hương, độc lập, rồi mới xây dựng đất nước. Bây giờ mình mới bắt đầu cải thiện cái dân trí và đời sống thôi. Các bạn thấy mấy thằng đế quốc thực dân rồi nó sang Việt Nam mình, mạnh thằng nào đấy tàn phá quê hương của mình.
Bây giờ đất nước phát triển đổi mới, các bạn thấy người cộng sản phải đánh đông, phải vừa dẹp cái loại cái đám mà giặt cỏ trên ở ngoài xã hội hiện nay. Cho nên anh em chúng ta là những người có chút được hiểu biết nào đó, mình chia sẻ rộng ra để đặng mình cùng nhau xây dựng quê hương của mình ngày một tốt hơn. Chứ lên đây mà ngồi đó mình anh em với nhau mà cứ để ý từng lời từng nói mà cứ đem ra để đặng đấu nhau thì tôi thấy cái sự mất đoàn kết của anh em nó cứ đi tới đi lui vậy à. Rồi hết đội hình này qua đội hình khác, hay là hết nhóm này rồi tới nhóm nọ, nó cứ đi vòng vòng vậy. Mình phải tập trung vào chuyên môn, mình phải tập trung vào đánh ba que. Trong nội bộ anh em có gì mình kiềm chế được thì kiềm chế, chứ còn đem ra cái mẫu xẻ để đặng câu view câu like là chết. Lấy cái lời nói của một số những người, người ta chưa có cái nhìn nhận rõ ràng. Nhiều khi những người trong nước nói về chính trị, nhiều khi tôi nói thật với anh chị về cái chính trị ở cái thương trường quốc tế nó rộng mở lắm, mà mọi thứ mình phải bắt bẻ nhau để đặng mà mình đấu lý ngay cả trong anh em của mình, trong diễn đàn riêng, thì tôi thấy đó là một cái sự thất bại, đó là sự thất bại và nguy hiểm vô cùng. Cho nên mình cần phải khiêm tốn trong anh em, trong cái đồng đội của mình, hay là nói một cách khác trong cái tình đồng chí với nhau. Tình đồng chí ở đây nó không như ông CIA của tình báo Mỹ ông nói là nó không phân biệt tuổi tác hay là thế này thế nọ. Mình cần phải có cái sự hỗ tương nhau. Mình đi đánh kẻ thù chứ không phải mình ngồi đó mình giật. Anh em mình ra mình đập. Mình đập để mình câu view, câu like chết. Thì nó sẽ loạn 12 xứ quân. Nhiều khi nhìn thấy anh em trên cái không gian mạng này nhiều khi cũng buồn lắm chứ. Ai cũng đòi làm leadership không à. Một cái nhóm mà cả chục cái leadership thì các bạn nghĩ đi. Thì nó loạn lên cào cào á. Phải có cái sự một leadership, một người lãnh đạo và anh em ở dưới cùng chung nhau xây dựng. Chứ còn với móc nhau hoài thì nó phức tạp, thì nó vẫn phức tạp thôi. Thì nói chung các bạn thấy lại mình chia sẻ đây để mình thấy rằng những người lãnh đạo của Việt Nam người ta rất là giỏi. Các bạn thấy tại sao Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mà người đã thống nhất được đất nước? Bởi vì cái sự khiêm tốn của người, của Bác, và lòng cái sự hiểu biết của Bác. Bác đi năm châu bốn bể, Bác nhìn thấy, Bác tiếp thu được những cái sự hiểu biết khắp mọi nơi, Bác áp dụng để đặng mà thống trở về quê hương. Các bạn thấy Bác ra đi 30 năm Bác trở về, Bác đi tìm hiểu cái con đường nào để đặng mà thống nhất đất nước. Sự hy sinh của Bác các bạn thấy rất là lớn lao, và biết bao nhiêu những anh hùng dân tộc nối tiếp cái con đường sự nghiệp của Bác. Rồi các bạn nhìn thấy trước Bác biết bao nhiêu những anh hùng dân tộc, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, biết bao nhiêu đều bị dập tắt. Các bạn đi tìm hiểu, nó mà cũng mâu thuẫn trong nội bộ với nhau. Nhưng mà mình thấy, các bạn thấy người cộng sản hiện nay lãnh đạo đất nước tuyệt vời. Cho nên chúng ta cần phải bỏ bớt cái tôi của mình, mình mới thắng được kẻ thù. Mình cần phải đem cái kẻ thù ra mình soi bói nó. Như cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp, các bạn thấy những cái tuyên truyền của nó, xảo trá của nó, mình cần phải đem ra mổ xẻ cái đó để cho những người khác họ chưa có cơ hội họ cập nhật được cái những cái thông tin và họ hiểu hơn, và họ không có bước vào những cái sự sai lầm. Chứ không phải mình đi mổ xẻ những cái lời nói của ngay cả chính những người anh em của mình, mình đem ra mình mổ xẻ để đặng mình đập nhau, thì đây là một cái tai hại.
mình cổ vũ cho nhau, thì là mình thấy đây là một cái tai hại. Để mình chỉ chia sẻ vậy thôi, chỉ chia sẻ, mình chỉ cố gắng làm sao cho nó hài hòa với nhau thôi. Chứ ở trên này thì không ai phiên ai nổi đâu, ai cũng lớn rồi. Nhiều khi mình nói ở cái anh bạn này trẻ, anh trẻ vì đường đời thôi. Ai cũng 30, 40, hai ngoài khỏi 19, vừa khỏi 18 tuổi là anh đã có cái trách nhiệm với lại một xã hội rồi. Anh không còn, người ta không còn gọi anh gọi là teenager, anh không còn cái tuổi thành niên. Ở Mỹ là 18 tuổi qua là anh chị và các bạn đã có cái sự khôn khéo đủ để đặng mà bỏ phiếu rồi, các bạn thấy. Nhưng mà trên cái bước đường đời, mình cần phải khiêm tốn với nhau, mình mới có thể xây dựng một cái tập thể nó bền vững và tốt được. Cũng không nên tăng bốc nhau quá nguy hiểm lắm. Các bạn biết hồi xưa là mình mới qua Mỹ đó, mình thân một mình buồn bã sống ở xứ người, không anh em bà con gì hết. Rồi qua đó cái mình làm gì được cái với mấy người bạn bè hay một số người lớn đó, cái họ tăng bốc mình phái lắm mình rất là phái. Có một gia đình này, tôi nói anh chị các bạn biết, mà hồi đó mình xa quê hương không cha mẹ anh em, mà người ta nói cái gì mà tình cảm chút là lại mình ngồi khóc à, nhớ nhà cái khóc. Rồi cái họ nhận mình làm con nuôi, gia đình này là của chế độ cũ. Ông này các bạn biết, mình chỉ đặt cái niềm hy vọng vô ổng, mình tưởng đâu ổng thương mình như đứa con nuôi mà, giống như ổng đem cái tình cảm đó cho mình. Nhưng mà mình, các bạn biết, tăng bốc rồi ấy, mình đi làm, vừa đi học vừa đi làm, được nhiêu tiền đưa ổng giữ, ổng nói ổng mở ngân hàng ổng giữ đó, mai mốt mình học xong ra trường ổng sẽ cho mình lại. Cuối cùng lấy mẹ hết trơn mà nhiều khi các bạn biết, cuối cùng lấy hết trơn, trời, mình tức lên. Lúc đó mình tức lên rồi ổng gạt mình đủ thứ hết. Tại mình nhẹ dạ mà, mình còn nhỏ, mình làm gì cái họ tăng bốc với mình khoái. Các bạn biết lần đó hả, lại mình ra ngoài tiệm mua cái súng gì lên bóp cò mà sao nó nổ. Chứ lần đó mà lại mình bắn ổng chết thì đó giờ chắc là tiêu tan sự nghiệp. Giờ là các bạn biết, nhiều khi ngồi suy nghĩ lại trong cuộc sống nó cũng rất là nhiều những cái đoạn trường. Vì sau này ổng cũng chết. Các bạn biết ngày mà ổng chết, con cái ổng nó bỏ tội. Lại mình ra rồi cũng chăm sóc ổng. Dù sao mình cũng còn cái tân, mình cũng đã coi ổng như người cha nuôi các bạn đó. Thôi thì chăm sóc ổng và làm đám tang cho ổng. Làm đám tang cho ổng lớn. Nói chung thì cuộc sống thì mình chỉ kể cái con đường gian chung của mình ở nơi xứ người để các bạn thấy ở trên đời này không có cái gì mà nó hoàn hảo cả. Mình cần, cái quan trọng là mình cần phải biết nhường nhịn nhau, mình cần phải biết đâu là thù đâu là bạn. Chứ lộn cào cào cho cháu lên thì không bao giờ giải quyết được. Tăng bốc nhau là càng chết nhau. Tôi nói chỉ các bạn một điều, nhiều khi mình yêu mến, thương mến người bạn, người anh em của mình mà mình ngồi đó mình cứ tăng bốc nhau lại càng chết đi. Không chỉ cho nhau những cái hay cái dở để đặng mà học hỏi, mà cứ ngồi đó tăng bốc nhau trên này nít tên ô thôi giả đủ kiểu đủ cách hết. Nhiều khi bữa nay thấy cái nít đó là bạn, ngày mai là thù cũng không biết được. Các lợi minh chỉ buồn là nhiều khi chơi trên mạng anh em mình nhiệt tình, rồi khi ngoài đời mình cũng nhiệt tình, rồi có những lúc các bạn biết cũng buồn lắm chứ không phải vậy, nhưng mà mình không nói ra. Gần đây lợi minh cũng biết có người cũng đâm lợi minh trước mặt thì khen lợi minh, sao đi nói xấu lợi minh tùm lum tà la, lợi minh chỉ cười thôi. Xã hội mà mình đâu có làm hài lòng ai được hết đâu.
nếu mình làm hài lòng hết người này người kia thì khó lắm anh chị các bạn ơi. Cho nên thôi kệ, đời đâu có ai mà sống trường thọ đâu. Ông Trần Thủy Hoàng mà cái mộng của ông còn trường thọ mà các bạn cuối cùng ông cũng chết thê thảm. Thành ra cứ làm gì tốt mình cứ làm thôi, còn quê hương của mình thì mình cứ đấu tranh để vạch mặt các thế lực thù địch, cái bọn chống cộng cực đoan ô hợp, cái đám bao que ba sập lờ khốn nạn ở trên cái không gian mạng, cần phải đẩy lùi tụi nó, nghiền nát chúng nó, giống như là cha anh chúng là bánh xe lịch sử của cha anh chúng ta đã nghiền nát chúng nó 44 năm trước, và ngày hôm nay anh em chúng ta phải tiếp tục nghiền nát chúng nó. Nói chung thì mình lên này mình chia sẻ vậy thôi, nhiều lúc cũng có những cái tâm sự. Các bạn biết chơi sinh hoạt ở trên mạng này có những cái cũng độn trường lắm chứ không phải giỡn nữa. Mình cười cho nó khoan thai. Nhiều khi ngồi suy nghĩ lại nó cũng độn trường lắm. Độn trường lắm chứ không phải giỡn đâu. Các bạn biết hồi xưa mà mình kể nhiều lần rồi, bữa nay mình kể lại cho các bạn nghe. Ở ngoài diễn đàn mà gọi là mạng xã hội Pao Talk á, mình bị ngay cả những người anh em mình đó nó đập lên mình chạy mất dép luôn á. Mình một mình một ngựa, một nghìn một thân, mình mua cả một cái diễn đàn, mỗi tháng mình trả chi phí 1.000 đồng các bạn biết, để đặng mà cái diễn đàn nó tồn tại. Để đặng mà chống lại, mà cuối cùng chịu không nổi, phải dẹp, phải đóng, chịu không nổi. Nó dí mình, nó làm đủ kiểu đủ cách luôn, nó chụp hình, nó photoshop, nó bày đủ trò luôn. Cuối cùng mình phải thôi suy nghĩ lại, có những lúc mình cũng háo hắn, thì rồi sau này thì cũng từ đó mình rút tỉa ra những cái kinh nghiệm. Bây giờ vào Pao Talk, ấu anh vào Facebook thì bây giờ nói chung nhiều cái cũng nhìn thấy cũng đoạn trường chứ không phải giỡn nữa các bạn. Nói chứ ông bà mình có câu cũng hay, đo sông đo biển nào ai lấy thước đo lòng người á, khó lắm. Cho nên trên này thì cứ anh em gặp nhau chào hỏi vui nhau thì biết vậy thôi, khi nào đụng chuyện rồi sẽ tính. Đụng chuyện rồi sẽ tính, một là chống cự, hai là im lặng, ba là bỏ chạy. Nhưng mà đối với kẻ thù thì mình không rồi nha, đối với cái tụi ba chục là mình chơi tới bến á. Thì lại mình chia sẻ vậy thôi chị các bạn. Bên đây là bữa nay giờ này là 6 giờ chiều Bắc Mỹ, Mountain Time, Arizona, tháng 7, ngày mai là July 4, ngày lễ độc lập của Mỹ. Các bạn biết ngày mai là ngày lễ lớn của nước Mỹ. Ông Trump ông đang chuẩn bị một cái cuộc lễ chưa bao giờ có trong lịch sử Mỹ, là ông đang kéo những chiếc xe tăng, máy bay và súng ống về tòa nhà Trắng. Ông kéo những cái loại vũ khí hạng nặng về để đặng mà ông biểu dương cho cái ngày độc lập. Thì cũng có một số báo chí nó lên án ông là cái cuộc mà di dời những cái vũ khí này nó phải tốn kém đến 2.5 triệu đô la Mỹ. Các bạn thấy không? Chỉ có là dùng xe mà loại hạng nặng để đặng mà di dời những chiếc xe này về khu vực ở tòa nhà Trắng để ổng phô trương cái ổng biểu diễn cái ngày độc lập của nước Mỹ chứ các bạn. Chỉ kéo những cái vũ khí này thôi nha anh chị các bạn, tốn 2.5 triệu á. Ổng nói không sao quá đó anh Trúc à. Các bạn nói tư bản nói chuyện nghe có 2.5 triệu có chút mà không đáng kể, không bao nhiêu. Ở Mỹ, đây ở Mỹ các bạn biết nhiều chuyện cũng cười ra nước mắt chứ không phải giỡn đâu. Thì thôi mình chia sẻ để anh chị các bạn thấy đó đây. Anh chị các bạn cứ vững lòng và
những cái gì hay thì mình chia sẻ nhau để cùng nhau học hỏi cho nó, cho cuộc sống mình nó tốt hơn và nó hay hơn. Ở đời mà học hoài à, học mãi, học không ngừng. Thôi mình sắp về tới nhà rồi. Mình sắp về tới nhà nữa rồi. Mỗi ngày mình cứ xách xe mình chạy vòng vòng chơi vậy đó. Để mình chạy lên trên này, mình phe cái miếng đất mình trên này, hồi sớm này mình quảng cáo bán có ai mua không? Để lên trên quảng cáo bán có ai mua không? Hồi sáng thì bên Mỹ nghe một số người hỏi về bất động sản bên Mỹ, cái mình chạy lên này đó, mình quảng cáo cho anh chị nào ở bên Việt Nam muốn bỏ tiền mua, bỏ tiền mua lại mình sẽ xây chứ, xây thì xây lên biệt thự cỡ nào lại mình xây cỡ đó. Một bên là hai lô, có hai lô, một bên là 5 mẫu, một bên 3 mẫu, cứ 150.000 mẫu thôi. Quá rẻ. Khu này là gọi là high end nha anh chị các bạn, khu này high end, nhà toàn là nhà custom home, nó cách đẹp lắm. Mình muốn kiến trúc sư nó vẽ rồi nó xây cho mình theo cái kiểu mẫu á. Lên quảng cáo có ai mua không? Mua nữa là mình vô mánh nữa. Để các bạn biết nhà này là này bác sĩ nè, 1,5 triệu, nó mới cất đây khoảng năm à. Nhà này 1,5 triệu chưa các bạn. Nó cất trên 5 mẫu đất. Đẹp ghê không? Đấy. 1,5 triệu đô á. Đây miếng đất 5 mẫu đây. Các đồng chí nào muốn mua mình để rẻ cho. Mình để rẻ lắm. Đây, bên này thì 3 mẫu. Đó, hai lô này là hai đất này chỗ nào là hai en á, khu này là khu gọi là khu ngon á. Có tiền gọi là những cái nông mini trang trại mà. Nhiều các bạn thấy không? Đẹp lắm. Thấy như vậy đó, nhiều khi thấy nói là đất ở đây là giống như là cái vùng sa mạc, nó chỉ là sa mạc có mấy tháng thôi, nó chỉ là trong cái thung lũng thôi. Mua đi, mình xây lên cho. Mình sẽ xây từ dưới lên 150.000 mẫu thôi. Bán rẻ mà. Này 3 mẫu mặt tiền ngay cái đường này, đường nội bộ, đường này là đường nội bộ, giống Việt Nam gọi là đường nội bộ đó. Đó là mình chưa có đí cho tụi khao đi cho quận để đặng mà mình nó lấy thuế thêm vào để đặng nó men nền cái đường cho mình. Các bạn thấy đường này là đường nội bộ, là mỗi người như vậy ở cái khu vậy là phải tự bỏ tiền ra. Tự bỏ tiền ra làm. Bạn thấy nhà đẹp không? Ngon, nhà này 1,5 triệu nè. Còn nhà thằng ngoài kia nó kìa. Mày 15.000 square foot. Khoảng gần cả chục triệu á. Còn là nhà thứ dữ. Ở bên này nhà các bạn biết nằm gần núi càng mắc. Nó ngược lại Việt Nam vậy đó. Nhà mà nằm gần càng gần núi càng mắc. Càng cái nhà mà nó quay đít vô núi lại càng mắc nữa. Nó gọi là cái view của nó. Nó cất nhà này theo kiểu Santa Fe. Kiểu của người Nam Mỹ á. Đa số đây nó cất Santa Fe nhiều. Bạn thấy nó cuốn nền lên nữa. Bỏ 500.000 qua Bắc Trâm mới cho vô Mỹ nha anh chị các bạn. Nó chứ giờ bỏ tiền nó ra qua bên này mua cái nhà ngồi đó, không đang ngồi đó live stream. Và mỗi năm phải đóng thuế nữa, đóng bảo hiểm nữa. Nhà bên này là bắt không có bảo hiểm là nguy hiểm lắm á. Các bạn biết lỡ những cái coi như là đi đất luôn, ủi trắng tay. Còn ai muốn mua nhà này mình cũng bán nữa. Bán ra rồi chia xây cái ngoài kia được. Đấy, nhà này nè. Đấy, cộng sản đấy. Nó chứ cộng sản đó. Cộng sản là phải vậy. Ừ.
30 lời tức lắm. Mẹ kiếp nó 30 lời nó tức lắm. Tức lắm. Thì đó là nó sẽ nó tìm đủ mọi cách để đặng nó trục xuất lại Minh này mà. Nó nói là mình rửa tiền. Cộng sản qua bên này rửa tiền. Bà nội cha nó mấy thằng đó nó hoang tưởng. Mấy thằng 30 lời. Thôi xin chào anh chị em các bạn nha. Đó thì mình quảng cáo hai lô đất đó nha. Cứ liên lạc lại mình 150.000 mẫu thôi. Làm neighborhood. Làm neighborhood. Có sắp sẵn. Ok hả? Thì sớm thì có ba que nào tới nhà không hả? Nó còn bự, nó còn bự gấp đôi rồi. Dài bữa bự luôn. Ăn gán ăn cho to lên. Bye bye, bye bye. Xin chào các bạn nha. Bye bye.